Thưa quý vị và các bạn, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các nền tảng xã hội phát triển mạnh kéo theo nhu cầu thị hiếu, nghe xem và đọc báo của công chúng ngày càng cao. Để bắt kịp với xu thế, các cơ quan báo chí của địa phương như Báo Lào Cai, Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh đã tích cực đổi mới, trong đó sự sáng tạo của mỗi nhà báo đóng vai trò quan trọng. 60 năm xây dựng và trưởng thành, Báo Lào Cai đang trên chặng đường phấn đấu trở thành cơ quan truyền thông đa phương tiện của tỉnh. Xác định lấy báo in làm nền tảng, báo điện tử là khâu đột phá. Tháng 4 năm 2023 vừa qua, giao diện mới của Báo Lào Cai điện tử ra mắt theo hướng mở, thân thiện với bạn đọc. Và để tạo sự đột phá cả về nội dung và hình thức, bản thân mỗi phóng viên, nhà báo luôn nỗ lực hoàn thiện mình. Tôi cũng mày mò, cũng nghiên cứu, tìm hiểu thì áp dụng nhiều cái nó thể hiện các cái tác phẩm báo chí thông qua nhiều cái hình thức. Ví dụ là dựng e-magazine, infographic thể hiện các tác phẩm dài long form, hoặc là các cái tác phẩm báo chí đa phương tiện thì kết hợp cả âm thanh, hình ảnh, bản text, rồi là dựng canva để tác phẩm nó sinh động hơn, để truyền tải những cái thông tin mang tính chất hấp dẫn hơn để nuôi cuốn người đọc. Review Lào Cai là một chuyên mục mới của Báo Lào Cai. Sau khoảng 2 tháng chương trình được phát sóng thì cũng nhận được một số phản hồi từ phía khán thính giả. Và tôi cũng cố gắng tiếp thu, hy vọng là có thể xây dựng được chương trình nó hấp dẫn và thu hút độc giả hơn. Song hành cùng xu thế đổi mới, Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai đã và đang hình thành mô hình tòa soạn hội tụ với thế mạnh ở cả 3 thể loại chủ lực gồm báo hình, báo nói và trang thông tin điện tử. Mỗi phóng viên của đài luôn tự đổi mới, nâng cao nghiệp vụ, bắt kịp xu thế làm báo của thời kỳ hội nhập. Cùng với truyền hình, trên sóng phát thanh, những chương trình như Đọc Truyện, Tìm Trong Vốn Cổ có tuổi đời trên dưới 10 năm cũng đã làm mới mình, xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội như Spotify, Facebook, YouTube và TikTok. Điều này cũng góp phần đáp ứng nhu cầu nghe xem ngày càng đa dạng của công chúng. Với cái việc đổi mới như thế thì cái lượng thính giả đón nghe và tương tác dành cho chương trình này rất là lớn. Không chỉ có thính giả ở trong tỉnh mà ở các tỉnh bạn cũng có cái sự phản hồi và đón nghe chương trình rất là lớn. Và điều đó thì khiến cho chúng tôi, những người làm chương trình, cảm thấy rất là vui mừng. Ở thời gian qua thì Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai đã tạo điều kiện rất tốt cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong việc là đào tạo, nâng cao trình độ. Đặc biệt là mở các cái lớp như là lớp mà đào tạo về quay phim, rồi làm báo chí phát thanh, truyền hình theo hướng hiện đại, đáp ứng cái yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0. Và từ đó thì đã giúp cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên có những cái tiềm tòi sáng tạo mới, tạo ra những tác phẩm, những cái chương trình phát thanh truyền hình ấn tượng và mang lại được cái hơi thở cuộc sống, cũng như nhận được cái sự yêu mến của khán thính giả. Trong chặng đường đổi mới, báo chí Lào Cai nhận được sự tin yêu của công chúng. Đây là động lực để những người làm nghề vượt qua thử thách, nắm bắt thời cơ, hoàn thành tốt sứ mệnh của những người trên mặt trận tư tưởng văn hóa.